Rồi sáng hôm nay em cập nhật clip một con đực kem ghép nha anh chị. Đó, bò này thì lưng đôi, chân cẳng móng sọ, thằng mẹ bút sữa đẻ. Đó, thì mẹ lấy sữa nuôi con thì cứng cáp rồi anh chị ơi. Đó, bò này thì bao bú, bao tặc lỗi cho anh chị luôn. Đó, chân móng hoàn thiện. Đó, thì anh chị gần xa thích thì liên hệ số điện thoại em để trong hình. Giá là 6,5 triệu. Đó, anh chị ở xa gần cứ phụ vài trăm ngàn tiền xe là bao ship anh chị ơi. Đó, thì anh chị gần xa có bò nào dư sữa, mẹ con nào dư sữa thì liên hệ số điện thoại em để trong hình. Đó, bò được kem đụng to nha anh chị, lưng thẳng đụng dài cái lưng đâu luôn. Đó, thì anh chị nào thấy giá cả hợp lý thì liên hệ trao đổi bán anh chị ơi. Đó, bò quá ngon anh chị ơi. Những mẫu này thì mình nuôi ghép lớn chỗ béo là bao ngon. Đó, giá là 6,5 triệu, còn ai xa gần cứ phụ tiền phí sẽ bao ship được anh chị ơi. Đó, anh chị thấy giá cả hợp lý liên hệ chăn nuôi bò giống Long An, em sẽ nhờ xe ghép cho anh chị hay là bao ship nếu phải. Rồi, bò đẹp nha anh chị, đầu to đó. Bò này thì bao bú, bú cho anh chị luôn. À, cứng bò rồi. Thì bò này tầm 10 ngày tuổi rồi anh chị ơi, 10 mấy ngày tuổi rồi. Cứng rồi. À, bò đẹp nha anh chị.